Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem, và có người sẽ bị nộp cho thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy." Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu. Có các con bà đi theo, bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: "Xin truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả trong nước Thầy." Đức Giê-xu bảo: "Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa, uống nổi." Chúa Giê-xu bảo: "Chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền trao cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, thủ lãnh dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đã là lần thứ ba Chúa Giê-xu mặc khải cho các tông đồ biết ý định của Thiên Chúa dành cho con người. "Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn, đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy." Thế nhưng não trạng đi tìm vinh quang trần thế đã ăn sâu vào đầu óc cố hữu của các ông, khiến cả ba lần như một, các ông đều nghĩ đến vấn đề quyền hành, chức tước, bổng lộc. Chúng ta nhớ lại, sau lần đầu tiên nghe Chúa Giê-xu loan báo về khổ nạn và thập giá, Phê-rô lên tiếng can ngăn: "Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy." Nghĩa là ông vẫn nghĩ Thầy của mình phải là đấng Mê-si-a đến để chiến đấu và giành chiến thắng oanh liệt cho dân tộc Do Thái. Rồi sau lần thứ hai, các ông không phản ứng gì, nhưng lại âm thầm bàn tính với nhau xem, khi Thầy đi rồi, giữa các ông ai là người lớn nhất. Và hôm nay, sau khi loan báo lần thứ ba, bà mẹ cùng với hai người con Giê-bê-đê đến xin Chúa Giê-xu: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy." Và rồi 10 môn đệ còn lại cũng tức tối với hai người này. Nghĩa là họ cũng chẳng bận tâm gì đến cuộc khổ nạn của Thầy, mà chỉ nghĩ đến địa vị và sợ rằng hai anh em kia chọn được phần tốt hơn vì đã lên tiếng xin trước. Trước suy nghĩ hạn hẹp của các tông đồ, Chúa Giê-xu muốn dạy các ông về cung cách của người lãnh đạo. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Đây mới là cách hành xử đúng đắn của một nhà lãnh đạo chân chính. Chỉ biết yêu thương và phục vụ cho người khác cách vô vị lợi, dù có khi phải chịu thiệt thòi cho chính bản thân mình. Bài học Chúa Giê-xu đã đưa ra quá rõ ràng, cụ thể, và chính người đã thi hành cách trọn vẹn để làm gương cho chúng ta. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc cho muôn người. Chúa Giê-xu đã chọn con đường hèn hạ và tự nguyện trở thành tôi tớ, người bị xúc phạm, bị hành hạ
và cuối cùng bị giết chết, treo thân trên thập tự giá như một tội nhân ghê tởm. Chúa của chúng ta đã nếm trải tất cả chỉ vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Còn chúng ta thì sao? Lạy Chúa, mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng con tự vấn lương tâm. Liệu chúng con có đang thể hiện tình yêu thương và thực thi bác ái với anh em mình chưa? Hay chúng con vẫn đang tranh giành, sâu xé chức quyền? Xin cho chúng con biết bắt đầu việc duyệt xét này ngay trong những cộng đoàn hay những hội nhóm nhỏ nhất nơi chúng con đang sống và phục vụ. Amen.